Thưa khán giả, sáng nay ngày 19 tháng 8, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã họp bàn kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 8 tại tỉnh Sóc Trăng và lễ hội Ốc Con Bóc Đu Ghe Ngò Sóc Trăng lần thứ 5 khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022. Theo dự kiến, ngày hội có chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ, bình đẳng đoàn kết, hội nhập và phát triển, được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 6 tháng 11 năm 2022 đến ngày 8 tháng 11 năm 2022. Trong khuôn khổ ngày hội, đầu tư kết hợp tổ chức lễ hội Ốc Con Bóc Đu Ghe Ngò Sóc Trăng lần thứ 5 khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022. Lễ hội được tổ chức trong 5 ngày từ ngày 4 tháng 11 năm 2022 đến ngày 8 tháng 11 năm 2022. Riêng hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền Sóc Trăng năm 2022 khai mạc vào ngày 2 tháng 11 năm 2022. Lễ hội gồm nhiều nội dung như giải đua ghe ngò, phục dựng lễ cúng trăng, trình diễn thả đèn nước và ghe cà hâu, liên quan ẩm thực đường phố, hương vị Sóc Trăng lần thứ 3 năm 2022. Đặc biệt, giải đua ghe ngò được tổ chức trong 2 ngày, 7 và 8 tháng 11 năm 2022, với cự ly 1.000 m đối với nữ và 1.200 m đối với nam, dự kiến khoảng 60 đến 65 đội nam nữ trong và ngoài tỉnh tham dự. Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc đề nghị các đơn vị có liên quan trên tinh thần chủ động, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức ngày hội và lễ hội Ốc Con Bóc Đu Ghe Ngò Sóc Trăng diễn ra trang trọng quy mô, phản ánh được nét độc đáo về văn hóa của đồng bào Khmer Sóc Trăng và của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thiếu tướng Hà Tuấn Quân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra toàn diện công tác kỹ thuật giai đoạn năm 2018-2022 ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Quách Văn Nhỏ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành có liên quan. Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế về công tác kỹ thuật tại Đại hội Kho Quân khí, Phòng Kỹ thuật và Ban Chỉ huy Quân sự phường 5 thành phố Sóc Trăng. Theo đó, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ra nghị quyết lãnh đạo về công tác kỹ thuật, xây dựng chỉ lệnh, kế hoạch tổ chức thực hiện sát tình hình thực tế của đơn vị. Ban chỉ đạo 50 các cấp thường xuyên được củng cố kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, đảm bảo cất giữ an toàn vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có tại đơn vị. Thiếu tướng Hà Tuấn Quân đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng và các đơn vị tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng cho từng loại trang bị hiện có ở đơn vị, đạt hệ số kỹ thuật theo quy định. Thường xuyên duy trì hoạt động thông tin khoa học kỹ thuật quân sự, kịp thời thông tin những sáng kiến khoa học kỹ thuật mới để vận dụng phục hồi tốt công tác. Trong chuyến làm việc tại Sóc Trăng, Thiếu tướng Hà Tuấn Quân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật và đoàn công tác cũng đã tiến hành kiểm tra công tác kỹ thuật tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng. Đoàn cũng kiểm tra thực tế tại kho quân khí Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của đơn vị. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng nói chung, công tác kỹ thuật nói riêng, đánh giá cao hiệu quả công tác kỹ thuật của đơn vị, nhất là trong khai thác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, duy trì hệ số kỹ thuật theo đúng quy định các nhóm và chủng loại vũ khí, trang bị, bảo quản tốt cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Huyện ủy Long Phú đã có buổi gặp gỡ đối thoại trực tiếp theo đơn yêu cầu giải quyết về chế độ chính sách của ông Nguyễn Thanh Liêm, cư ngụ ấp 2 thị trấn Long Phú. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Liêm yêu cầu giải quyết chế độ chính sách đối với 12 năm công tác của ông. Đồng thời, ông cũng trình bày về hoàn cảnh gia đình khó khăn, sức khỏe không tốt nên mong các cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ để ổn định cuộc sống. Sau khi nghe ông Liêm trình bày, ngành chuyên môn đã giải thích rõ về trường hợp của ông Liêm. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Hùng kết luận việc yêu cầu giải quyết chế độ chính sách đối với 12 năm công tác của ông Liêm là không có căn cứ pháp luật. Tuy nhiên, xét thấy thực tế, ông Liêm đã có nhiều đóng góp trong quá trình hoạt động cách mạng và hiện tại gặp nhiều khó khăn, nên Thường trực Huyện ủy giao Ủy ban Nhân dân huyện xem xét, vận động, hỗ trợ cho ông Liêm một phần kinh phí điều trị bệnh, ổn định cuộc sống. Sau khi nghe kết luận, ông Nguyễn Thanh Liêm rất đồng tình và hứa sẽ không còn bất kỳ khiếu nại nào về giải quyết chế độ chính sách. Sáng ngày 18 tháng 8, Sở Tư pháp đã tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa Sở Tư pháp và Tòa án Nhân dân tỉnh về cử người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án Nhân dân. Việc ký kết nhằm đảm bảo tiếp cận trợ giúp pháp lý kịp thời trong tố tụng cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý, tăng cường số lượng trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia các phiên tòa, phiên họp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng, đồng thời đảm bảo đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý trong các vụ việc mà Tòa án Nhân dân thụ lý được giải thích đầy đủ,
được tiếp cận, cung cấp và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời phù hợp với người dưới 18 tuổi và các đối tượng đặc thù khác, và tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước với Tòa án Nhân dân trong việc trợ giúp pháp lý cho đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý, đặc biệt trong việc thông tin, thông báo về trợ giúp pháp lý.